Rồi, tao lãnh đủ. Hả? Là sao con không hiểu? Má nói cho con nghe, hồi nãy vừa bước lên cầu thang à, cái bác sĩ nhìn cái bụng của má, cái ông cười kha kha kha, cái ông còn nói gì? Ông còn nói câu bực mình dễ sợ luôn vậy là đó. Là sao má? Ông già mày á chết rồi, có nhắm mắt biết chưa? Là sao không mày hiểu? Mày chết, ông không có đầu thai được nữa. Tao hỏi mày nè, tao năm nay 58 tuổi rồi, mà ông cũng bắt tao phải đi biển đi sông một mình nữa chứ. Có không? Sao không có? Cho còn gì nữa? Ông nhìn ông bác sĩ nhìn tao, ông cười khà khà, ông còn nói, ông nói à, trời, tao nói thiệt với mày, hồi nãy tao muốn độn thổ vậy. Ông nói ông bà thật là có phước nên mới có được một tin mừng, sang năm sẽ có công chúa hay là hoàng nam. Trời ơi, mới nghe qua tao té một cái rầm vậy. Đúng ba mày là cha già mặt dịch ta. Hết hơi rồi mà cứ việc liều, 58 tuổi là cái tuổi về chiều, mà tao lại mang bầu thà chứ sướng hơn. Chuyện này má cũng có phần trách nhiệm, má đổ thừa ba là thiếu công bằng. Ông Hoành Hiếu nên muốn có con bồng. Trời ơi, thôi thôi tao á, tao bây giờ tao chỉ là nạn nhân nè. Nếu thử thọ kết quả là đúng thì giờ đây má chỉ có hai con đường. Sao? Hoặc 9 tháng trời má chịu mang thai, hoặc má đi giết nó cho. Ê nè 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 nè, trời ơi, mày nói toàn là chuyện bậy à. Mới bị ra là nói tầm bậy không à. Gia đình mình đã theo đạo lý, phải hết lòng giữ kỹ điều răn. Đi thử thọ mới có giấy tờ, minh bạch rồi thì má hãy lo. Bữa nay là kết quả chứng phần mười, đến bây giờ con thỏ nó đã ngất ngư. Ủa, con thỏ ngất ngư là sao vậy má? Bộ đó giờ mày không đi thử thỏ hả? Thôi má ơi, đây là trinh nữ mà kêu đi thử thỏ. Quên, xin lỗi trinh nữ nha. Dạ. Má nói con nghe, muốn biết đàn bà có thai không á, thì mày lấy nước tiểu của người đàn bà đó, mày chích cho con thỏ. Nhưng mà đàn bà hay đàn gái? Trời đất ơi, thì có bầu rồi là đàn bà được chứ con gái gì nữa. Vậy hả? Vậy đàn bà hả? Nếu mà trong 3 ngày con thỏ nó chết là có thai. Vậy thỏ má chết chưa? Chắc nó ngất ngừ à. Vậy đừng lo, chừng nào nó chết mình tính ha, ngất ngư còn hy vọng. Thôi hy vọng cái gì, trời nó ngất ngư là tao muốn chết rồi, đợi nó chết chắc tao đem chôn luôn á. Thôi mà. Không có được, thôi dạ. Mệt lắm. Dạ thưa bà mới về, con mời bà và cô vào trong dùng cơm chiều. Trời ơi, một bụng đi nè, ăn cái gì? Mẹ. Vô. Trời ơi, vô thay đồ sao nó chật chội, tao khó chịu quá à. Mẹ, thỏ mới ngất ngư rồi đi kỳ vậy. Đúng rồi. Dễ thương quá. Đi chà chóc à. Ủa Trinh. Gì à? Trời đất ơi. Thôi em đi chơi chút xíu. Trời ơi, ngày mai tao đi chơi với mày. Hôm nay tao có chuyện vui lắm, tao muốn kể cho mày nghe. Hả? Chuyện vui hả? Vui lắm. Ôi, vui thiệt không? Vui. Ôi em thích nghe chuyện vui. Em thích nghe chuyện vui. Em thích nghe. Trời đất ơi, mày lãng xẹt à. Trời đất ơi, tao chưa kể gì sao mày từ mày cười được? Thì anh nói chuyện vui vậy em phải cười trước lấy lòng anh á. Nhưng mà tao phải kể rồi mày mới biết chuyện gì mày mới cười chứ. Rồi xong em đợi, chuyện gì? Tao nói cho mày nghe nè, Tết năm nay tao tính bàn với má cái chuyện chuyện tình duyên của tao. Wow, vậy hả? Nói cho ba má biết. Vậy hả? Nhưng mà tao ngán quá, tao sợ quá. Không biết tình hình có căng không nữa. Nếu căng quá mày nói tiếp giùm tao ha. Ủa vậy vui hả? Ừ. Trời ơi, sao vui lãng xẹt à? Trời ơi, vậy có gì đâu vui, nhờ giả em nói đại đi. Đây nè, em có chuyện vui em nói với anh, vui thiệt là vui luôn. Trời ơi, mày cũng có chuyện vui. Vui không? Vui. Kể tao nghe coi. Ủa tôi chưa kể sao cười? Ừ ha, tao thấy tao rảnh quá. Ừ, nè, đó, nhưng mà chuyện gì? Tập trung nè, em nói một lần thôi nha. Ừ. Anh ơi, hai đứa mình sắp có em. Hả? Trời, chết cha. Trời, mày cũng biết cái chuyện đó nữa. Má mới nói nè. Hả? Trời, má cũng biết luôn. Chết cha. Trời, má cũng biết. Rồi mày thấy má rầu lắm. Đôi mắt người ấy đã rớm lệ. Trời ơi, mày nói má mà tao tưởng đâu. Đi thử thỏ rồi.
thử thỏ luôn rồi á. Má dẫn đi thử thỏ luôn? Không có, má tự đi thử luôn. Trời ơi, má đi thử thỏ? Ủa mày nói gì tao không hiểu gì hết trơn trời vậy? Má có bầu á, có bầu là phải đi thử thỏ. À, má có thai. Vậy mà tao tưởng đâu. Ủa tưởng gì nữa? Tưởng ai à? Tưởng ai à? Hả? Tao tưởng đâu mày. Vợ mày mà em không chịu à, xin nữ à. Trời ơi, không dám trinh nữ đâu. Thôi, không có giỡn à. Nè, tao nói cho mày nghe nè Trinh. Kỳ này ha, ông bà già sẽ kẹt tao á, cái vụ này nè. Ủa vậy kỳ á, mình có em mà, tự nhiên có em ra cái cạnh anh với em hả? Đời kẹt là kẹt mà sao hả? Tao nói cho mày nghe, hôm nay là cái ngày mụ bà giáng lâm. Má có thai, còn con bồ tao nó cũng có chữa. Vui không? Trời ơi, ủa, nhưng mà con bồ anh là ai vậy? Trời ơi, mày không biết gì hết trơn hả? Không, em không biết à. Người làm của mình á. Ủa mày làm trời gì vậy? Sao anh ngộ vậy? Bao nhiêu đứa con gái anh không ưa, anh ưa người làm vậy hả? Trời ơi,